Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Hồn Ma Oan Nghiệt ở Sài Gòn qua giọng đọc Đình Soạn. Do quá mệt sau một chuyến đi dài từ Sài Gòn lên nên Hậu đã ngủ một giấc từ 5 giờ chiều cho đến khi giật mình tỉnh lại. Khi nhìn đồng hồ, anh mới biết rằng lúc này đã 10 giờ đêm. Vừa định bước xuống giường thì Hậu đã nghe tiếng của ông Tư Hiền quản gia. Cậu dậy chưa cậu ba? Hậu vừa ngáp vừa trả lời. Mới dậy chú Tư, con buồn ngủ quá trời. Ông già Tư đẩy cửa bước vào, nhìn Hậu và lắc đầu. Đúng là thanh niên sức voi mà, ngủ bỏ cả cơm chiều. Tôi kêu đến gần chục lần mà cậu không có dậy. Hậu vỗ bụng nói. Quả thật là đói, nhưng mà ngủ vẫn còn ngon hơn. Giả Tư chỉ tay ra bên ngoài. Phải chi cậu không có ngủ thì lúc 9 giờ ra vườn sau nhìn trăng lên đẹp mê hồn. Hậu tiếc rẻ đáp. Vậy sao chú Tư không có kêu con dậy? Con mê xem trăng lên mà. Ông già Tư lắc đầu. Thiếu điều thổi còi báo động mà cậu có chịu thức dậy đâu. Thôi để đêm mai, trăng còn tròn tới hết một đêm mốt mà. Hậu vừa vươn vai vừa bước ra bên ngoài. Cho nó giãn gân cốt một chút. Già Tư lo ngại. Trời giờ này trở lạnh, gió đêm lại lớn, coi chừng mà mưa đó cậu. Hậu cười vừa vỗ vai người quản gia già mà anh coi như người thân. Con còn đang muốn mưa đến để tắm, nóng phát điên lên được. Biết là không thể ngăn cậu chủ bướng bỉnh nên Già Tư dặn thêm. Cậu chỉ nên quanh quẩn trong vườn thôi, trời tối rồi không có nên đi xa. Động vào sự tò mò mà bấy lâu nay Hậu chưa có dịp để hỏi. Ở ngoài sau vườn nhà mình có cái gì mà cả ba con ngày trước cho tới chú bây giờ lúc nào cũng nhắc làm chừng như là không muốn ai ra ngoài đó thì phải. Ông Già Tư đáp lấp lửng. Thì cũng nhiều bụi rậm và lại ban đêm nữa. Hậu không hỏi thêm, anh lững thững bước ra sân, chỉ định đứng chơi, hóng mát một lúc rồi vào. Nhưng chỉ sau vài chục giây thì lại mon men bước theo lối mòn đi vào trong vườn. Trời đêm mát dịu, gió nhẹ nhẹ, càng khiến cho Hậu thích thú. Cứ đi tới mà quên lời dặn của Tư già. Ngôi nhà của cha anh xây từ khi ông mới khởi đầu sự nghiệp đồn điền ở đây, nên đất chung quanh nhà rộng mênh mông, có đến gần chục mẫu. Nào là cây ăn trái, nào là cây tự nhiên, chúng chen chúc nhau mọc, khiến càng đi sâu vào, Hậu càng có cảm giác như đi vào một khu rừng thực sự. Cảm giác thoải mái khiến cho Hậu quên cả cơn đói đang cồn cào trong bụng. Anh tự nhủ. Khung cảnh kỳ thú như vậy mà bấy lâu nay mình không có bước ra thưởng thức. Tuy là con cả của ông chủ gia mà hiện nay là người kế thừa chính thức sản nghiệp này, nhưng rất ít khi Hậu về đây. Nội có việc quản lý một loạt nhà máy, xí nghiệp mà ba anh trước khi chết đã di chúc để lại, và căn dặn Hậu phải ngày càng phát triển nó lên, không được chảnh mảng để nó lụi tàn. Là một nghiệp chủ cẩn mẫn, có đầu óc làm giàu, nên từ mấy chục năm trước, khi chỉ làm công ăn lương cho một ông chủ Tây, ba của Hậu, tên thường gọi là ông Tám Sung, đã từng bước tạo dựng cơ ngơi, sản nghiệp và loại cự phách, đứng trong hàng 10 đại nghiệp chủ xứ này. Tiếc rằng ông đã mất khi tuổi chưa đầy 70. Và trong lúc Hậu, đứa con trai duy nhất của ông chưa chín chắn trong thương trường. Đang mải mê bước, chợt Hậu khựng lại khi có nghe tiếng ai đó hát khẽ gần đây. Ai vậy? Hậu lắng nghe thật kỹ và xác định nó ở bên tay phải, tức là phía sau rặng cây rậm và cao. Giọng hát du em thì đúng hơn, nhưng người hát có chất giọng thanh trong và dịu dàng, nên âm thanh trong đêm vắng
đã hấp hồn ngay người nghe như Hậu. Anh khựng lại một lúc rồi bỏ cả lối mòn, băng qua vạt cỏ thấp không có lối. Do đây là khu vườn có làm cỏ thường xuyên nên tuy không có đường mòn nhưng Hậu cũng bước tới dễ dàng. Để chỉ nửa phút sau đó, anh đã tiếp cận được nơi phát ra tiếng ru. Thì ra nó ở bên dãy kia hàng rào che gai cao quá đầu. Nơi phát ra tiếng ru có một đốm lửa nhỏ mờ mờ, hình như là ngọn đèn dầu. Hậu đứng im, cố nghe như muốn nuốt chửng từng câu chữ trong lời hát. Bởi càng đứng gần thì giọng ru đó càng có sức hút lạ thường. Anh thẫn thờ tự nhủ, sao lại có cô gái nào có giọng hát hay và lạ đến như vậy? Hậu đoán chắc bên đó có một xóm nhà, mà do đêm tối anh không nhìn thấy. Ước gì... Hậu là người thích nghe hát, anh lại say mê những người có giọng hát thanh như cô gái này. Một lần chỉ vì mê một giọng hát như vậy, Hậu đã liên tục trong gần một tháng trời, đã tới ngồi phòng trà chỉ để nghe một cô ca sĩ hát. Mặc dù cô ta chỉ là ca sĩ hạng hai và không đẹp. Anh từng lập luận, hát hay thì không cần phải đẹp, bởi âm thanh đã quyết định tất cả rồi. Nghe kỹ một lúc, Hậu lại phát hiện ra lời bài hát ru không phải là điệu hát ru cũ, mà lời ru hoàn toàn mới. Thì ra người hát tự đặt đó là một bài tân nhạc được biến thành hát ru, nên nghe vừa lạ lại vừa gây thích thú cho người nghe. Kìa cậu! Tiếng của ông già Tư sau lưng. Hậu quay lại hơi bực mình, con đi dạo mát sao chú Tư đi theo làm cái gì? Già Tư có vẻ lo lắng, nửa đêm mà cậu ra đây, bảo sao tôi không có lo. Hậu cau mày, vườn nhà mình chứ có phải là trong rừng rú gì đâu mà chú ngại. Rồi anh hỏi tiếp, bên kia có xóm nhà phải không chú Tư? Già Tư ngạc nhiên, bên nào làm gì có. Thì bên phía đó có tiếng ru cái kia. Lúc ấy chẳng hiểu sao tiếng ru đã ngưng bặt lại, nên Già Tư hỏi lại, tiếng hát gì ở đâu? Hậu đành phải chỉ tay qua hàng rào. Bên đó đó, còn mới nghe ai hát ngọt ngào lắm. Tự dưng ông Già Tư tái mặt, ông kéo tay của Hậu quay trở lại ngay. Cậu đừng đứng ở đây. Bị lôi đi bất ngờ, Hậu không cưỡng lại được. Nhưng chừng vài chục bước, anh đã giằng tay ra và gắt lên, sao chú lại làm như vậy? Cháu đâu có phải trẻ con. Nhưng mà tốt hơn hết là cậu nên vào nhà, tôi đã hâm cơm và dọn ra rồi, cậu vào ăn đi cho nóng. Hậu không còn cách nào khác nên anh lững thững đi vào trong nhà. Tuy nhiên trong đầu của anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hát ru. Anh vụt hỏi, bên đó có ai vậy chú Tư? Giả Tư đáp không tự nhiên, có ai đâu, nơi đó chắc chắn là có xóm nhà mà. Vậy mà lâu nay con cứ nghĩ là nhà mình ở giữa rừng, cách ly với mọi thôn xóm. Nhưng có lần ba con nói ông ấy không có thích hàng xóm ở gần. Chú xác nhận với con là có xóm làng ở nơi đó phải không? Đâu có, tôi nói lời ông bảo là đúng. Sinh tiền ông không có thích chung đụng với người khác. Hồi xây ngôi nhà này cũng như vậy. Đúng ra nó ở cách đây hơn 2 cây số, chỗ ranh đất phía đông. Nhưng mà do đó gần với xóm của cư dân, nên là ông chủ chuyển qua đây để dựng nhà và tỏ ra thích thú lắm. Lúc ngồi ăn cơm, chợt nhớ ra Hậu hỏi, có ai quen mà thường qua lại với nhà mình không chú Tư? Cậu quên lời tôi sao? Lúc sinh tiền, ông không có thích giao du với bất cứ một ai ở cái xứ này. Kể cả khách của chú cũng không có. Giả Tư lắc đầu, tôi sống như cái bóng giữa cuộc đời này thì làm gì giao du với ai. Hậu nhận ra mình vừa chạm vào nỗi đau riêng của ông nên vội nói, giảm cháu xin lỗi chú. Hậu cố nuốt cho xong 2 chén cơm rồi vội rút về trong phòng. Khi bước vào trong phòng, chợt Hậu đứng khựng lại, nhìn xuống một nhánh lan rừng còn tươi rói đang nằm trên gối của mình. Hoa ở đâu vậy? Bước tới cầm cánh hoa lên, Hậu lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy có một chiếc khăn tay màu trắng tinh lót ở bên dưới. Ở góc một chiếc khăn có thêu một đóa lan rừng màu tím nhạt rất tinh xảo. Của ai vậy? Thử người ra một lúc rồi Hậu đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng của anh trống trơn,
chỉ có một chiếc tủ áo, chiếc bàn viết và chiếc giường ngủ đơn giản. Cả ba nơi Hậu đều kiểm tra nhưng không phát hiện gì lạ. Cửa nẻo thì không có dấu hiệu gì mở. Anh gọi lớn: "Chú Tư!" Già Tư chạy lên ngay, lo lắng hỏi: "Gì vậy cậu hai?" Hậu kịp giấu chiếc khăn tay vào trong túi, chỉ để nhành hoa lan ở bên ngoài rồi hỏi: "Ai đã để cái cành hoa này trong phòng con vậy chú?" Già Tư quá đỗi ngạc nhiên: "Ủa, tôi đâu có biết gì mà ai để hồi nào vậy?" Hậu sáng giọng: "Nếu biết họ để lúc nào thì con hỏi làm cái gì nữa? Con muốn hỏi là cái phòng này ngoài con ra thì có ai có chìa khóa không? Lúc nãy chú..." Già Tư vội đáp: "Tôi không có vào trong phòng cậu làm gì. Và lại phòng này chỉ có một cái chìa khóa duy nhất, tôi đã đưa cho cậu rồi đó. Mà lúc nãy đi ra ngoài, cậu có quên không có đóng cửa không?" Hậu quả quyết nói: "Con có tính xưa này hễ bước ra khỏi phòng là dù xuống bếp ăn cơm cũng phải khóa cửa lại. Con sợ chuột dán vào trong phòng lắm." Đến phiên ông Già Tư ngỡ ngàng: "Chuyện này kỳ cục quá. Mà ngoài cái cánh hoa này ra có thấy cái gì khác nữa không?" Hậu không dám nói đến chiếc khăn nên lắc đầu: "Không có." Ông Già Tư nhìn xuống gầm giường: "Cậu coi có ai trốn ở dưới này hay trong tủ không? Con đã xem rồi không có gì hết." Đích thân Già Tư đi xem lại các cửa sổ và quả quyết: "Phòng này một khi cửa đã khóa thì con dán cũng không có vào được, nói chi..." Ông nhìn Hậu như cố ý muốn hỏi thêm nhưng lại ngại, nên sau đó vài giây nhìn tới nhìn lui, ông lặng lặng bước ra ngoài. Hậu thì vẫn còn ngẩn ngơ khá lâu, mắt cứ đăm chiêu nhìn cảnh hoa mà chưa biết phải làm thế nào. Đến khi chợt nhớ đến chiếc khăn tay, anh lấy ra và bây giờ mới nhận ra nó có hương thơm nhẹ nhàng. Một thứ hương thơm khác lạ, không giống với loại nước hoa nhân tạo mà anh từng ngửi, chứng tỏ chắc chắn trong phòng này vừa có người phụ nữ bước vào. "Phòng còn mất đồ đạc gì không cậu?" Dù chưa kiểm tra nhưng Hậu vẫn xua tay nói: "Không có mất gì hết, thôi con muốn ngủ một giấc nữa." Ông Già Tư vừa bước ra thì Hậu đã khóa ngay cửa lại, và anh nói như nói với người thứ hai: "Tôi không có sợ đâu, bây giờ tôi ngủ, nếu mà có đòi lại chiếc khăn tay thì cứ giỏi tới lần nữa xem." Nói xong anh nằm xuống, tắt đèn rồi ngầm chờ đợi. Và Hậu ngủ thiếp đi lúc gà rừng gáy canh một. Vừa rạng sáng thì giọng của ông Già Tư oang oang ở phía ngoài sân: "Dậy cậu hai ơi, mặt trời lên rồi." Hậu choàng tỉnh dậy và việc đầu tiên anh nhìn bên cạnh, nơi lúc trước anh ngủ đặt cành hoa lan ở bên cạnh gối. Không còn cành hoa nữa. Bật ngay dậy, Hậu nhìn chung quanh và quá đỗi ngạc nhiên khi thấy những cành hoa lan đang được cắm trong một chiếc ly uống nước. Sắc hoa vẫn còn rất tươi. "Ai cắm vậy?" Hậu thầm hỏi và chợt nhớ đến vật quan trọng còn nằm trong túi áo mình. Anh đưa tay sờ và thót tim, chiếc khăn tay đã biến mất. Hậu tái mặt, đứng như trời trồng khá lâu. Nói dối ông Già Tư là ra thị xã gửi thư, nhưng Hậu lại bỏ xe ở một góc rừng rồi đi bộ vòng ra phía sau mảnh đất nhà mình. Vòng rào khu vườn dài gần cây số nên Hậu phải mất gần 15 phút mới tới phía sau, nơi anh đoán là ngang với chỗ mình đứng đêm qua. Việc đầu tiên của Hậu là tìm xem nơi này có xóm nhà nào khác không. Anh hoàn toàn thất vọng, bởi đúng như Già Tư nói, chỗ này hoang vắng, không hề có ngôi nhà nào ngoại trừ. Lúc đó chợt Hậu nhìn thấy một mái nhà thấp bằng xi măng, đã khá cũ, nằm lẩn khuất trong đám cỏ lau. Anh bước lại gần hơn và giật mình khi nhận ra đó là một nhà mộ, với hai ngôi mộ xây nằm song hàng với nhau. Mộ không có bia mộ. Mộ mà của ai mà lại để hoang phế thế này? Hậu cảm cảnh chép miệng, vừa đưa tay vẹt cỏ lau để bước tới gần hơn. Anh chợt giật mình khi nhận thấy trước ngôi mộ có hai cành hoa lan, giống y như với cành hoa ai đó đã để trong phòng mình. "Sao lại..."
Hậu nhìn chung quanh một lượt, cố tìm xem có đường mòn nào dẫn vào, để từ đó biết dẫn tới nơi chỗ nào đó mà anh cần biết. Có nghĩa là anh đang muốn biết chủ nhân của những cành hoa lan này. Nếu là nữ thì hai ngôi mộ này là nam, và có thể là... Vừa khi ấy, chợt bên tai của Hậu vang lên rất khẽ tiếng ru đêm qua. Lần này giọng hát ở xa, chỉ khi gió thuận chiều Hậu mới nghe rõ. Đúng là nàng rồi. Hậu quên cả nguy hiểm, anh đạp cỏ gai, nhắm hướng có tiếng hát mà đi thật nhanh, như sợ nó biến mất. Nhưng khi ra khỏi đám cỏ tranh thì không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, ngoại trừ tiếng chân chạy của mấy con thỏ rừng. Sao lạ vậy chứ? Hậu dừng lại nghe ngóng một lúc khá lâu, chợt ánh mắt của anh nhìn thấy phía xa có vài nóc nhà. Nó ở cách đó có đến vài cây số. Điều đó có nghĩa là nếu có ai hát trong xóm nhà đó thì nơi Hậu đứng cũng không làm sao có thể nghe được. Tuy vậy Hậu vẫn mừng thầm, và anh lại cứ bước nhanh về hướng ấy. Cuối cùng thì ngôi nhà tranh đầu tiên cũng hiện ra. Ngôi nhà trống trước trống sau và không có bóng người. Hậu bước sang ngôi nhà thứ hai cách đó khoảng gần 100 thước. Vẫn như vậy, có nghĩa là nhà trống chẳng có một ai. Hậu lấy làm lạ, anh cố gắng nhìn kỹ hơn. Nhưng rõ ràng đây là ngôi nhà bỏ hoang, thậm chí một con chó, con gà cũng vắng bóng. Có tất cả 8 ngôi nhà, chung cách nhau ngót 100 thước. Hậu bước hết từng căn một để quan sát với nỗi thất vọng và ngạc nhiên. Chẳng lẽ cả xóm nhà này đều bỏ hoang sao? Hậu đánh bạo bước vào ngôi nhà cuối xóm và giật mình khi có một con mèo màu đen tuyền chạy ra từ chiếc giường ọp ẹp. Một con mèo hoang. Hậu nghĩ là như vậy. Nhưng ngay sau đó anh lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy con mèo chạy biến vào trong đám cỏ tranh đã quay trở lại và dương cặp mắt màu xanh ve chai nhìn về phía anh với sự thân thiện, không sợ sệt hay hung dữ như mèo rừng. Mày không sợ tao nữa phải không? Vậy thì tới đây xem nào. Bất ngờ con vật từ từ tiến về phía Hậu, và bằng một động tác nhanh như gió, nó phóng từ khoảng cách hơn 5 thước đến ngay dưới chân của Hậu. Vừa dương mắt nhìn anh, vừa kêu tiếng meo meo rất hiền lành. Mày đói à? Con mèo lại kêu lên mấy tiếng nữa, rồi nó đưa đầu cọ cậy vào chân của Hậu, vẻ thân thiện lắm. Anh cúi xuống định vuốt về nó thì bất thần con vật phóng ra xa, rồi chạy đi về hướng lúc nãy. Chạy được vài bước nó lại quay lại nhìn, nhưng ngầm bảo Hậu đi theo. Mày chỉ đường cho tao sao? Thầm hỏi, và Hậu bước theo hướng đó. Quả đúng là con mèo có ý dẫn đường cho Hậu, nên bước vài chục bước nó lại quay lại nhìn và cất tiếng meo meo như một lời động viên. Hậu thích thú bước theo, anh nói cố cho nó nghe. Dẫn đường mà để tôi đi lạc thì không phải là bạn đâu đấy. Con mèo dường như hiểu ý, sau lời nói đùa của Hậu nó lại kêu lên 3 tiếng meo meo, rồi lại chạy cưỡi lên như vui thích thú lắm. Được một quãng chừng vài 100 mét, nó bỗng dừng lại rồi vẫy đuôi tỏ dấu hiệu gì đó. Hậu đưa mắt nhìn về phía trước và chợt kêu lên. Một cái hồ nước. Trước mặt của anh quả là một hồ nước, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ tạo nên một khung cảnh thơ mộng mà trước đây không bao giờ Hậu nghĩ là có nó. Anh cũng chưa từng nghe cha hay ông già Tư kể lại về cái hồ này. Cảm ơn mày nhiều nhé. Hậu vừa định bước tới bờ hồ thì chợt khựng lại, bởi trước mắt của anh chưa đầy 10 thước có một người phụ nữ đang ngồi dưới một gốc cây cưa nia cổ thụ. Nàng ta ngồi như một pho tượng đá, hầu như không màng đến sự có mặt của người lạ. Tần ngần một lúc, Hậu đánh bảo lên tiếng. Xin lỗi cô, tôi đường đột đến đây, phá tan cái sự yên tĩnh của cô. Mặc cho Hậu nói, người kia vẫn không quay lại, hình như cô ta không nghe thấy. Hậu lại phải lên tiếng một lần nữa. Cô ơi! Mặc cho Hậu gọi, nàng ta vẫn ngồi bất động, cho đến khi con mèo bất thần nhảy bổ tới và xả ngay vào lòng của nàng ta. Lúc ấy cô nàng mới rùng mình một cái và quay người lại. Hậu thẳng thốt kêu lên. Ôi đẹp quá! Cô nàng còn khá trẻ, tuy ăn mặc lôi thôi rách dưới, nhưng khuôn mặt và mái tóc đen dài thì hoàn toàn tương phản với hình hài. Hậu không tin vào mắt của mình, anh dụi mắt hai lượt rồi ấp úng lên tiếng.
Cô đây là... Con mèo rúc đầu vào trong người của nàng, chứng tỏ nó và nàng thân nhau lắm. Rồi bất ngờ hơn, nàng lên tiếng: phải là người lương thiện thì con mèo này mới dẫn đường tới đây. Nàng nói xong mà không nhìn Hậu, mắt hướng về phía hồ nước và chẳng nói thêm gì. Mà nàng lại cất tiếng hát, đúng là giọng hát du đêm qua. Hậu ngẩn ngơ đứng nghe và như bị thu hồn phách. Anh không nhớ là mình đã hành động gì, chỉ biết là một vài giây sau đó, anh đã nhẹ bước tới và lặng lặng ngồi xuống bên cạnh chăm chú lắng nghe. Trong lúc hát thì hầu như cô gái không để ý gì tới chung quanh. Và hơn nữa là vừa hát cô nàng vừa đong đưa hai tay, giống như là đang du con. Bài hát ngắn được lặp đi lặp lại vài lần, mà lời thì rõ ràng là nàng ta đang tự chế theo ý của mình. Nghe vừa thực tế vừa cảm động, cuối cùng nàng khóc nức nở. Im lặng nãy giờ, lúc này Hậu mới lên tiếng: kìa cô sao vậy? Không ngờ sự lên tiếng của Hậu lại khiến cho cô nàng kinh hãi tột độ. Cô ta té ngã sang một bên, rồi dương mắt nhìn anh như một quái vật. Và trong nháy mắt, cô nàng phóng mình tới trước và biến mất sau đám cỏ tranh. Rồi chỉ ít giây sau, Hậu nghe có một tiếng ủm thật mạnh, y như người vừa nhảy xuống nước. Hốt hoảng, Hậu chạy bay xuống sát mép hồ. Anh vẫn còn thấy mặt nước khua đậm. Không kịp suy nghĩ thêm, Hậu để nguyên quần áo phóng nhanh xuống hồ. Nước buổi sáng khá lạnh, nhưng Hậu bất kể. Anh nín thở lặn xuống sâu, nơi anh nhìn thấy có dấu hiệu người vừa nhảy xuống. Hồ khá sâu, cho nên lặn hết hơi thở đầu mà vẫn chưa thấy gì. Hậu phải trồi lên lấy hơi và lặn lại một lần nữa. Trước sau Hậu vẫn lặn đến chục lần mà không thấy ai ở dưới nước. Đến khi đã đuối sức, anh mới quyết định thôi không lặn nữa. Leo lên bờ với một tâm trạng hối tiếc, thương cảm, anh chép miệng: sao nàng lại làm như vậy? Bước tới gốc cây định thay quần áo và vắt khô, bất chợt Hậu nhìn thấy một chiếc áo lụa màu hồng của cô nàng đang máng trên cành cây thấp ngang tầm nhìn, mà rõ ràng lúc nãy anh không hề thấy. Áo của ai? Hậu cầm thử lên xem thì một mùi thơm quen thuộc phả vào mũi, khiến cho anh nhớ ngay. Của cô ấy. Cô ấy mà Hậu muốn nói tới là mùi hương anh đã ngửi được ở chiếc khăn tay đêm trước. Hai mùi giống nhau, chứng tỏ là vật của một người. Mà người đó là người nào? Cô gái hát lúc nãy chắc không phải. Bởi cô nàng tuy đẹp nhưng ăn mặc lôi thôi, rách dưới, đâu phải mặc chiếc áo này. Đang lưỡng lự không biết có nên giữ chiếc áo hay không, thì bỗng Hậu nhìn thấy một bóng áo hồng lướt qua nhanh đám cỏ tranh phía trước, tức là dẫn về phía nhà mình. Hậu thốt lên: cô ơi! Anh cầm luôn chiếc áo trong tay vừa đuổi theo. Chưa quen chạy trong cỏ tranh, nên khi Hậu chạy gần tới bờ rào nhà mình thì chẳng còn thấy bóng dáng người áo hồng kia nữa. Nhìn lại lúc này, Hậu mới biết rằng mình đang đứng gần hai ngôi mộ đá cũ. Hai cành lan tươi lúc nãy không còn đó, mà thay vào đó là hai chiếc hài ướt sũng, mỗi chiếc một kiểu khác nhau. Ai vừa tới đây vậy? Hậu còn đang ngẩn ngơ thì chợt nghe có tiếng gọi của ông già Tư: kìa cậu hai, sao cậu ở bên đó? Ông già Tư đang đứng bên bờ rào nhìn sang. Hậu chỉ hai ngôi mộ và hỏi: mộ mả của ai vậy chú Tư? Ông già Tư hơi ngập ngừng: Tôi cũng không biết mộ đó. Rồi ông giục: cậu không được ở ngoài đó, cậu không có nên đâu. Ông vừa kêu lên vừa chạy vòng trở ra, ý cho Hậu biết là ông đang chạy qua chỗ đó. Hậu phải la lên: con về liền mà. À mà không, con có chuyện ra ngoài thị xã, đến trưa con mới về. Anh phải rời đó để tránh không cho ông già Tư chạy qua. Đồng thời anh không muốn để cho ông già nhìn thấy chiếc áo màu hồng mà anh đang giữ trên tay. Khi đi bộ trở ra xe thì một lần nữa Hậu quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên băng ghế chỗ lái xe có một cành hoa lan, giống như hai cành hoa lan trước ngôi mộ lúc nãy. Nhìn quanh một lượt, Hậu biết anh cố tìm cũng chẳng được nên nói bâng quơ: tôi xin nhận những cánh hoa xinh đẹp và cả chiếc áo lụa này, không được đòi lại đâu đấy. Hậu dồ xe chạy đi, và qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy có một bóng hồng lướt nhanh về phía cuối bờ rào. Theo đúng như kế hoạch
thì sau một tuần Hậu trở lại Sài Gòn. Nhưng qua đến 10 ngày mà vẫn chưa thấy anh về. Ông Giả Tư thắc mắc: bộ cậu hai quên là có phiên họp gì đó với khách hàng ở dưới sao? Hậu vẫn tỉnh bơ: con đã điện về báo hoãn lại rồi, còn có muốn ở lại đây thêm một ít nữa. Chỉ sợ bà ở nhà lo thôi. Từ hôm cậu lên tới đây, tôi quên không có hỏi bệnh tình của bà lúc này ra sao. Hậu hơi buồn: má con vẫn như vậy, bà vẫn ở bên ngoài con. Đây là một điều tế nhị, bởi vậy Giả Tư không muốn hỏi. Nhưng trên tay ông có một vật mà ông không thể không nhắc tới bà chủ nhà từ trên chục năm nay không trở về đây. Sáng sớm nay chẳng hiểu sao cái vật này lại nằm trước sân của nhà mình. Khi mà tôi ra tưới cây thì nhìn thấy, tôi nhận ra ngay là của bà. Vật đó là một chiếc quạt bằng đồi mồi. Ở cán quạt có khắc dòng chữ: tặng Lệ Hoa dấu yêu. Từ nào đến giờ Hậu chưa trông thấy nên anh ngạc nhiên: sao chú biết là của má con? Ngày trước khi bà lên sống trên này một thời gian, ngày nào bà cũng cầm cây quạt này phe phẩy. Hậu cầm lấy xem, khi thấy có tên của mẹ cậu trên đó anh mới tin. Lâu nay con không thấy má con xài cái cây quạt này, nhưng mà tên đúng là của tên má con. Hồi bà còn ở đây, có lần bà than là mất chiếc quạt bà yêu thích. Bà kiếm tùm lum hết cả mà chẳng thấy đâu, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại ở đây. Nhìn nước bóng của cây quạt thì lâu nay có người xài nó chứ chẳng phải bỏ. Ông đưa cho Hậu: cậu đem về cho bà, chắc làm bà mừng lắm. Hậu chép miệng: chắc rằng bà không còn nhớ. Làm sao không, khi đây là vật bất ly thân của bà trước đây mà. Nhưng trí nhớ má từng... Hậu không nói ra chứng bệnh tâm thần mà mẹ đang mang. Anh chỉ cầm lấy chiếc quạt và nhẹ lắc đầu. Sáng nay Hậu không muốn ra ngoài, nên sau khi cầm chiếc quạt, anh định trở về phòng riêng. Anh dặn ông Giả Tư: trưa nay con không có ăn cơm, khi nào đói con sẽ tự tìm xuống bếp ăn. Chú Tư không có phải lo cho con. Nếu mà có ai tìm thì chú cứ đưa họ lên phòng con, đừng hỏi han gì lôi thôi, đó là khách riêng của con. Hậu phải nói như vậy bởi 10 giờ sáng hôm nay anh phải ở trong phòng để chờ một người theo như giấc mơ đêm qua anh được báo trước. Lý do của việc hoãn trở về Sài Gòn cũng nằm trong cuộc hẹn này. Nửa đêm qua, khi giấc mơ đang ngủ, Hậu đã nghe có người gọi tên của mình ngoài cửa sổ và căn dặn những điều gì anh cần biết. Thì đúng 10 giờ sáng mai, có người sẽ tới và cho anh biết tất cả. Hậu cũng không biết mình cần biết điều gì. Tuy nhiên khi nghe như vậy thì anh vô cùng nôn nóng. Đồng thời linh tính cũng báo cho anh sẽ có chuyện gì đó. Đúng ra Hậu không tin hẳn vào cái chuyện mộng mị. Nếu sau khi thức giấc anh không nhìn thấy một nhành lan nữa nằm cạnh gối của mình, anh quả quyết đó chính là người nào đó đang theo sát anh, muốn giúp đỡ anh chuyện gì đó. 10 giờ, Hậu hồi hộp chờ đợi và cứ một tiếng động nhỏ ở bên ngoài cửa cũng làm cho anh bật dậy. Mở cửa nhìn ra để rồi thất vọng. Cuối cùng anh phải mở cửa đi xuống nhà rồi hỏi: chưa có ai tìm con sao chú Tư? Ông Giả Tư đáp: tôi cũng không dám đi đâu, cứ ngồi ở nhà chờ mà chưa thấy ai. Hậu lẩm bẩm rồi đi trở lên lầu. Khi vừa đẩy cửa bước vào, anh đã giật bắn người khi thấy một người phụ nữ có tuổi đang ngồi sẵn ở trong đó. Bà là ai? Trong phòng hơi tối, tuy không nhìn rõ mặt vị khách nhưng cũng đủ nhận ra đó là một người phụ nữ trên 40, người gầy, khuôn mặt phúc hậu. Bà để cho Hậu bước hẳn vào trong phòng rồi mới trả lời câu hỏi: là người mà cậu đang đợi. Nhưng tôi đã khóa cửa rồi mà. Vậy thì bà vào tới lúc nào? Bà ta cười nhẹ, nét buồn vẫn không biến khỏi ánh mắt. Khi người ta muốn vào đâu thì dù có khóa chục lần khóa cũng không thể ngăn được, huống hồ gì. Rồi bà nhìn về phía nhánh lan rừng và nói tiếp: những nhánh lan này nó có đợi cậu mở cửa khóa đâu. Câu ví von làm cho Hậu giật mình. Anh không ngờ bà ta biết hết những việc đang xảy ra trong phòng của anh. Vậy bà là... Người đàn bà vẫn nhẹ giọng:
Tôi nói rồi, là người mà cậu cần gặp. Nhưng mà thật ra tôi cũng chẳng có gì để đợi ai cả. Tôi... Bà ta chặn ngang lời nói của Hậu. Vậy cậu đi tìm ai và nhảy xuống hồ nước để cứu ai? Hậu giật mình. Thì ra bà biết việc ấy, bà làm... Bà ta không đáp lại mà hỏi. Hóa ra cậu cũng chỉ về mê bóng sắc của một cô gái nên mới liều mình cứu cô ta. Nếu đúng như vậy thì tôi cũng chẳng cần gặp cậu làm gì. Vậy cậu trả vật kia lại cho tôi. Hậu giật mình. Tôi lấy cái gì cô ba? Vật cậu đang cầm trên tay đó. Cây quạt. Đây vốn là cây quạt của mẹ tôi mà. Nhưng đã hơn 40 năm nay nó ở trong tay tôi. Cậu có muốn biết tại sao mẹ cậu không có quyền giữ vật ấy không? Hậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà là ai mà tại sao lại hiềm khích như vậy với mẹ tôi? Người đàn bà bỗng ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài mà nghe thoạt như tiếng khóc. Hậu còn ngơ ngác thì chợt cửa phòng bị kéo ra. Ông già Tư xuất hiện và ngơ ngác. Chuyện gì về cậu hai? Vừa kịp nhìn thấy người phụ nữ, ông đã kêu lên kinh ngạc. Bà, sao bà lại ở đây bà Lý? Sự xuất hiện của ông Tư là ngoài mong đợi. Tuy nhiên người đàn bà được gọi là bà Lý kia vẫn bình tĩnh. Ông được lệnh của bà ấy cấm không cho tôi về đây sao? Ông giả Tư hơi lúng túng. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao bà đã... Người đã chết thì không được về gặp mặt ai nữa sao? Câu nói đó khiến cho Hậu tái mặt. Anh lắp bắp. Người này. Người đàn bà không quan tâm đến Hậu mà nhìn về phía ông giả Tư. Chắc ông không ngờ phải không ông Lê Sang? Lâu nay Hậu vẫn quen gọi ông giả quản gia là Tư Lê hay ông Lê Thành, chứ cái tên Lê Sang là lần đầu. Hậu ngơ ngác nói. Lê Sang là ai? Người phụ nữ nghiêm giọng. Sao ông chưa có ngồi xuống? Hay là muốn tránh mặt tôi? Tôi... Nghe cách trả lời và thái độ của ông ta, Hậu đoán chắc là có điều gì đó không bình thường. Tuy nhiên lúc này anh chỉ quan tâm đến việc bà ta là một hồn ma. Anh hơi ngập ngừng và khéo léo lùi dần về phía cửa, nhân lúc ông giả Tư đang là tâm điểm của câu chuyện. Tuy nhiên người đàn bà rất tinh ý đã lên tiếng ngay. Tôi đang cần nói chuyện với cậu, chứ không phải là người đàn ông này. Cậu đừng nên đi như vậy, sẽ không hay. Hậu đành phải dừng lại. Anh lúng túng. Bà cần gì à tôi? Chỉ vì cậu là người con trai của bà tên Lệ Hoa, mà mẹ cậu thì còn nợ tôi. Người phụ nữ nghèo ở thôn hẻo lánh này, một món nợ quá lớn. Tôi cứ tưởng là giữa tôi và bà ta chỉ cần đòi và trả nợ riêng với tôi là xong, nên tôi cố ý đợi bà ta. Nào ngờ cậu xuất hiện và làm rắc rối thêm câu chuyện vốn đã quá rắm rối này. Ông giả Tư bỗng kêu lên. Tôi xin bà, hãy để cậu ấy ra khỏi cái cuộc thù hận này. Cậu ấy là người vô tội. Bà ta nghiêm sắc mặt. Vô tội là cách đây 10 ngày kia, còn bây giờ thì tự cậu ấy đã biến mình thành một tội đồ mới rồi. Ông hãy hỏi xem cậu ấy đã gây ra điều gì. Ông giả Tư quay sang Hậu. Cậu hai, cậu đã làm gì? Hậu ngơ ngác trả lời. Con có làm gì đâu, con chỉ mới về đây có mấy bữa mà. Người chung quanh còn chưa có quen ai nữa. Người chung quanh thì chưa quen, nhưng mà người sát vách thì cậu đã quen rồi. Chẳng những quen mà cậu còn làm cho tâm hồn trong trắng của một đứa con gái mới lớn phải chao đảo khổ sở. Theo cậu thì như vậy chứ phải là tội sao? Hậu như người đang mơ, anh kêu lên. Bà nói tôi làm khổ ai? Lúc ấy chợt bà ta cầm một nhánh lan lên, cua trên không trung khiến cho Hậu ngượng lại. Anh run giọng hỏi. Người chủ của cành hoa này cô ấy là? Cậu đã nhớ khá nhanh, khá khen cho cậu. Nhưng mà tôi chỉ gặp cô ấy có một lần, rồi khi cô ấy lao xuống hồ, tôi đã lao theo mà đâu có gặp. Rồi từ hôm đó tôi đâu có gặp lại lần nào. Ông giả Tư nghe tới đó thì chụp lấy vai của cậu và hốt hoảng. Sao cậu lại làm cái chuyện đó cậu hai? Cậu có biết cô ta là ma đó? Người đàn bà cười phá lên
giọng sắc lạnh. Ma thì sao? Nó đâu đã làm hại ai? Nó còn hơn là người còn sống. Ông thử trả lời cho tôi nghe coi. Người còn sống như ông, như Mộ Lệ Hoa, thì so với lũ ma chúng tôi, ai ác hơn? Tôi không có ý so sánh, chỉ là vì cậu Hậu đây hoàn toàn không biết gì, cho nên cậu ấy mới vô tình phạm phải. Mà tôi nghĩ cậu ấy cũng đâu làm gì ai. Ngụy Biển, đợi cột cổ nó vào trong bao đá lần nữa, rồi dìm xuống hồ lần thứ hai, thì mới gọi là làm gì hay sao? Chuyện đó làm cho một oan hồn sắp đi đầu thai như con Hồng Lan phải chao đảo vì tình, phải trốn bỏ mồ mả để đi lang thang là chuyện tốt hay sao? Nhưng mà... Hậu chen vào. Tôi đâu có làm điều đó. Cô Hồng Lan nào đó đâu có theo con. Bà ta bất ngờ chỉ tay vào chiếc tủ áo. Cậu hãy lấy chiếc áo của nó ra đây. Hồn ma trinh nữ mà cất chiếc áo đang mặc cho một gã con trai thì nói lên điều gì? Ở cõi dương trần thì không sao, nhưng mà cõi âm thì bị chiếm áo con gái đã là thất tiết với người ấy rồi. Hậu kinh hãi. Bạn nói sao? Chuyện ấy là do... Giọng bà ta trở nên bi thảm. Tôi tới đây tìm cậu hôm nay là để nói chuyện đó. Hồng Lan là con gái của tôi. Nó đã mất mạng vì bàn tay độc ác của mẹ cậu. Tôi đau khổ, tôi nhẫn nhục giữ gìn nó hơn 10 năm nay, chỉ mong một ngày nào đó nó đi đầu thai để thoát kiếp oan hồn, hy vọng hoàn dương. Vậy mà chỉ vì nó phải lòng cậu, không kịp suy nghĩ đã trao thân cho cậu, chỉ trong một đêm cậu xuất hiện ở nơi này. Hậu cố biện minh. Một cách ngẫu nhiên, đêm hôm đó tôi nghe tiếng hát ru ở đâu đó vọng lại. Tôi tò mò đi tìm, và sáng hôm sau tôi ra chỗ có hai mộ đá. Ở đó tôi gặp một cô gái ăn mặc rách rưới rất đáng thương. Thấy cô ấy nhảy xuống hồ, tôi thương tình nhảy theo tìm, nhưng mà nào có gặp. Chỉ có như vậy thôi, chứ nào tôi có hành động gì đâu mà gọi là gây ra tội ác. Tôi cũng hoàn toàn không hay biết cái chuyện mẹ tôi làm ngày trước. Như vậy sao bà trách tôi được? Tôi đã nói rồi, con gái ở cõi âm chỉ cần người con trai dương thế mặc chiếc áo của mình thì coi như là thất tiết với người đó. Bà vừa dứt lời thì ông Giả Tư đã thét lên. Cậu hai ơi, chết rồi. Hậu còn chưa biết nói sao thì người đàn bà đã vụt đứng dậy, cất tiếng cười lạnh lùng rồi bước nhanh ra bên ngoài theo lối cửa sổ. Giả Tư hốt hoảng. Bà khoan đã. Nhưng bóng của bà đã vụt biến mất. Ông Giả gục xuống ôm lấy đầu rên rỉ. Oan gia nghiệp chướng rồi, trời ơi. Hậu ngơ ngác. Có chuyện gì vậy chú Tư? Ông Giả ôm lấy vai của Hậu lắc mạnh, vừa gào thét. Cậu đã gây ra oan nghiệt rồi, cậu có biết không? Nhưng oan nghiệt gì? Cô gái đó là... Ông nói tới đó thì gục xuống. Cổ họng nghẹn lại như bị ai đó bóp cổ, không thốt ra được câu nào. Chú Tư! Hậu đỡ ông Giả dậy và đưa lên giường. Nhưng ông đã bị hôn mê từ phút đó. Lúng túng mãi, cuối cùng cậu mới đưa được ông Giả Tư về phòng riêng. Sau khi xoa dầu, tạm thời giúp ông ấm lại, Hậu trở về phòng mình và định lái xe ra đầu thôn để liên lạc với trạm y tế. Nhưng anh chưa kịp đi thì đã nghe tiếng từ phòng mình có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Con nít! Hốt hoảng, Hậu bước ngay và ngẩn người ra khi thấy trên giường của mình có một đứa trẻ nằm và đang cất tiếng khóc. Nhìn quanh chẳng thấy ai, cậu nói to. Con ai thì đem đi, đây không phải là nhà nuôi trẻ. Đứa trẻ sau khi nghe tiếng của Hậu lên tiếng thì bỗng dừng tiếng khóc và đưa hai cánh tay cua lên như đòi bế. Chẳng có ai đáp lời của Hậu nên anh phải lên tiếng một lần nữa. Ai vừa mới ở đây? Nhìn thấy dưới đầu của đứa bé có lót một vật gì đó màu hồng. Hậu bước tới gần xem và giật mình. Chiếc áo lụa. Thì ra chiếc áo lụa mà người đàn bà kia lấy đi từ cánh tay anh lúc nãy, bây giờ đang dùng để lót cho đứa trẻ nằm. Hậu mạnh dạn nói lớn. Chính bà phải không? Đứa bé này là con của ai thì bà đem đi cho người đó, mắc gì đến tôi? Lần này đáp lời của anh là một vật bay từ ngoài cửa sổ rơi thẳng trước mặt của Hậu. Nhìn kỹ lại, Hậu phải một phen giật mình, thẳng thốt kêu lên. Chiếc quạt đôi môi. Hậu nhớ lại lúc nãy, anh sợ bị mất
nên đã kịp cất chiếc quạt này vào ngăn tủ và khóa lại trước khi đi ra ngoài. Cúi xuống nhặt chiếc quạt lên, Hậu nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ kèm với dòng chữ: muốn an toàn thì giữ đứa bé này với cây quạt này. Không còn cách nào khác, Hậu đành phải đau khổ giữ lại đứa bé trong phòng của mình. Cứ ngỡ ông già Tư vì quá xúc động nên ngất đi chốc lát. Không ngờ qua ngày hôm sau mà ông vẫn chưa tỉnh lại. Ông chỉ tỉnh táo trong vài giây, nhưng khi vừa nhìn thấy Hậu, ông lại rú lên, rồi sau đó lại rơi vào cơn mê như trước. Hậu lo lắng quá, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Kể cả việc đưa ông Tư đi bệnh viện, anh cũng không làm được, bởi phải mắc kẹt cứng đứa bé oan nghiệt kia. Mà cũng lạ, đứa bé chừng 3-4 tháng tuổi này suốt ngày không thấy đòi sữa bú, mà cũng không hề khóc. Chỉ khi nào Hậu bỏ ra ngoài hơi lâu thì nó mới khóc lên. Rồi khi thấy Hậu bước trở lại, nó lại nghiến khe. Hậu tự hỏi chẳng biết sao nó sống được khi không có bú sữa. Bởi vậy anh đi mua hộp sữa bò, đem về pha cho nó và đút thử. Nhưng đứa bé không chịu bú, Hậu phải ép nó thì đứa bé ọc ra đầy sữa trong miệng. Hậu ngạc nhiên: nó vẫn còn bú sữa, vậy thì phải chăng? Hậu nhớ lại hai cánh tay đông đưa của cô gái bên bờ hồ hôm trước. Cô ta vừa hát ru vừa đưa con. Phải chăng đứa bé này là con của cô ta? Nó là con của một hồn ma. Hậu đã nuôi đứa bé gái này được 3 ngày, không phát hiện ở nó có một biểu hiện gì bất thường. Có nghĩa nó vẫn là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, không có chút gì gọi là con của ma hết. Điều này khiến cho Hậu lại càng hoang mang. Anh muốn gặp lại người đàn bà nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Với Hậu bây giờ chỉ còn chờ ông già Tư tỉnh lại để hỏi cho rõ ngọn nguồn việc mẹ mình thù hằn gì với người đàn bà đó. Nhưng tình trạng nửa tỉnh nửa mê của ông như vậy lại càng khiến cho Hậu rối thêm. Việc làm ăn ở Sài Gòn cũng đang bị ách tắc. Nhân viên kế toán báo cho Hậu một tin bất thường. Tài khoản của công ty bất động sản do Hậu làm giám đốc bỗng dưng bị khóa. Chính ngân hàng đã thông báo có luật sư của một người tên là Thiên Lý đã nộp đơn kiện công ty, còn nợ bà ta một số tiền lớn, yêu cầu chờ khi có án lệnh của tòa mới cho phép mở lại tài khoản. Trước tình hình này, đáng lý ra Hậu phải về ngay để giải quyết, nhưng hiện trạng này Hậu còn biết phải làm thế nào. Cuối cùng Hậu đành phải chọn giải pháp là đưa ông già Tư cùng đứa bé về Sài Gòn một lúc. Tình là như vậy, nhưng khi đứa bé lên xe thì nó lại bắt đầu khóc thét lên. Còn ông già Tư thì bỗng dưng lăn lộn, rên la dữ dội. Hậu đành phải dừng xe lại và hướng về phía hai ngôi mộ mà khấn vái: tôi xin nhận hết tất cả những gì mà mẹ tôi đã gây ra, dẫu tôi cũng chưa biết cụ thể nó là cái gì cả. Nhưng mà xin cho tôi về lại Sài Gòn được yên ổn, rồi tôi hứa sẽ trở lại ngay. Lời của anh vừa dứt thì bỗng có một giọng nói phát ra từ miệng của ông già Tư, nhưng là của một người phụ nữ: với điều kiện là phải đưa bà mẹ cậu lên đây. Hậu giật mình: ông Tư, ông nói hay là ai mà đưa má con lên đây để làm cái gì, trong khi má con bị bệnh tâm thần, bà lại khó đi đứng được nữa. Bà mẹ cậu lâu nay không phải do bị liệt chân, mà là do bị người ta giam lỏng đó, không cho đi để tránh bị trả thù. Nhưng bây giờ nếu bà ấy không lên đây thì cậu đừng hòng rời khỏi vùng đất oan nghiệt này. Mà trước khi đi, hãy để đứa bé lại, sẽ có người lo cho nó. Kìa chú Tư! Nghe Hậu nói lớn, ông già Tư im bặt, hôn mê giống như lần trước. Tôi xin hứa. Sau khi chở đứa bé và để nó lại trong phòng của mình, Hậu lái xe đưa ông già Tư đi và chót lọt về tới nhà. Do để mẹ ở bên nhà ngoài nên Hậu đưa luôn cả ông già Tư về đó. Vừa bước chân vào trong nhà, anh đã hết sức ngạc nhiên khi thấy mẹ mình rất tỉnh táo, dương mặt nhìn con trai rồi òa lên khóc nức nở. Bà ngoại của Hậu kể: nửa đêm hôm qua tới giờ nó cứ thức dậy, ngồi đó nhìn ra ngoài đường rồi cứ hỏi chừng nào thằng Hậu nó về. Nó nói là nếu con không có về trong bữa nay thì mẹ con sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Ngoại sợ quá.
Bà Lệ Hoa nhìn con từ đầu đến chân, rồi hỏi như một người bình thường: họ có làm gì con không? Hậu ngạc nhiên đáp: ai làm gì con đâu má. Thì họ muốn giết con mà. Tối qua họ còn về tận đây, cứ đòi bắt má đi để đổi mạng cho con. Họ nói nếu má không có ra khỏi nhà này thì mạng của con sẽ bỏ lại trên đó. Ai vậy? Bà Lệ Hoa vẫn còn nét sợ hãi. Bà Thiên Lý. Nhưng bà ta là ai có phải? Hậu nhớ lại lời kế toán công ty báo chuyện bà Thiên Lý nào đó ngăn chặn tài khoản công ty. Anh kêu lên: chính là bà ta rồi. Bà ngoại ngạc nhiên hỏi: con nói bà nào? Bà Thiên Lý. Mẹ của anh sợ hãi: con đã gặp bà ấy phải không? Hậu nhìn mẹ không đáp lời bà mà hỏi ngược lại: giữa má và bà ta có chuyện gì với nhau vậy? Bà ta nói là hận má và quyết phải trả thù là sao? Chuyện ấy... Bà Lệ Hoa im lặng một lúc, rồi cuối cùng bà ta chậm rãi kể vắn tắt. Đó là một câu chuyện buồn. Bà ấy và ba con đã quan hệ với nhau và gây đau khổ cho má. Bởi vậy cho nên má mới... Lời bà ta đang nói thì bỗng ông già tới lúc này vẫn còn mê man đã lên tiếng: không đúng, phải có nguyên nhân thì mới có chuyện ấy xảy ra. Bà dám nói thật việc làm tội lỗi của mình không? Giọng của ông Tư giả nghe éo éo như một người phụ nữ, mà vừa nghe thấy bà Lệ Hoa đã phải tái mặt. Bà là... Bà phải nói thật, bà và con người này đã làm điều gì đổi bà, đến nỗi người đàn ông hiền lành một mực thương vợ đã phải hành động để gọi là trả thù. Nói đi chứ. Bà Lệ Hoa không nói được, bà cắn chặt môi đến bật máu, rồi ôm đầu gục xuống. Hậu hốt hoảng: má, trời ơi, má làm sao vậy? Ông Tư, sao ông nỡ? Nhưng lúc này thì cả ông già Tư cũng trở lại hơn, cũng trở lại từ hôn mê. Còn bà Lệ Hoa thì toàn thân lạnh ngắt, không còn cử động được nữa. Hậu phải lo cứu chữa cho cả hai, nên không còn để ý những hiện tượng lạ. Mãi cho đến khi thấy mẹ cậu có dấu hiệu hồi phục, Hậu mới kể tay của bà hỏi khẽ: má bị sao vậy? Chú Tư hình như là không bình thường, má để ý làm gì? Nhưng bà Lệ Hoa vẫn còn thất thần. Khi nhìn sang ông già quản gia, bà run giọng nói: con đưa ông ấy ra phòng khác ngay đi, hay là đưa ông ấy đi bệnh viện? Hậu gật đầu: con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà má đang bệnh, con chờ đã. Bà Lệ Hoa cố nói: má không sao, con cứ đưa ông ấy đi vào nhà thương đi, má đợi con về rồi nói chuyện này cho con nghe. Hậu ngoan ngoãn làm theo. Khoảng một giờ sau, anh trở về báo với mẹ: bệnh viện nó nhận rồi, có lẽ lát nữa mình sẽ bảo con Tám xen vào bệnh viện túc trực cho chú ấy. Bà Lệ Hoa vẫn còn chưa an tâm: sao con không để chú ấy ở trên đó chữa trị, đem về đây nhà mình đơn chiếc, lấy đâu ra người lo giải cho ông ấy được? Hậu kể lại sự việc, anh lo lắng: đâu phải con không biết, nhưng mà bà ấy ra điều kiện như vậy, má bảo con phải làm sao? Nghe kể chuyện đứa nhỏ, bà Lệ Hoa thất thần: sao con nhận nuôi đứa nhỏ đó làm gì? Nó là oan hồn uổng tử. Hậu thật lòng: bà ta nói do con đã có quan hệ với hồn ma con gái ở ngôi mộ đá cạnh vườn nhà mình, và lại chính con đã nhìn thấy cô ấy nhảy xuống hồ nước phía sau đất của nhà mình nữa. Nghe tới đó, bỗng bà Hoa thét lên: chết rồi. Rồi bà run lẩy bẩy: sao con lại làm cái chuyện đó? Con có biết đó cũng là... Bà chỉ nói được mấy tiếng đó rồi ngất đi, để cho Hậu sự sững sờ. Anh tự hỏi: lại chuyện gì nữa đây? Làm sao Hậu có được câu trả lời khi cả hai người biết chuyện là mẹ mình và ông già Tư đều đang trong tình trạng hôn mê? Hậu đưa mẹ sang phòng bà ngoại và căn dặn: má con chưa có ổn, ngoại giúp trông giùm. Anh định trở lại bệnh viện, nhưng khi vừa đi ngang qua phòng mẹ, nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang, Hậu tạt vào để dọn lại cho ngăn nắp. Tuy nhiên khi mở chiếc tủ ngăn kéo nhỏ, anh đưa tay đẩy vào, cũng chợt nhìn thấy từ một góc tờ giấy nhỏ ló ra, như ai đó vừa nhét vội vào. Hậu vội kéo hộc tủ ra. Tờ giấy có những chữ viết tháo, lại có mực màu đỏ như máu, khiến cho Hậu chú ý và đọc vội: nó là đứa con gái.
mà bà ta đã nhẫn tâm cùng với người tình của mình dìm chết ở dưới hồ cùng mẹ nó. Bây giờ thay mặt nó, tôi đòi lại những gì đã mất. Đứa con đó tôi buộc thằng con trai của bà phải nuôi, để nó hiểu thế nào là oan nghiệt, là nỗi đau khổ. Hậu như bị sét đánh, anh không tin vào mắt của mình nên đọc lại một lần nữa rồi thều thào: sao lại có chuyện này? Hậu có linh tính chẳng lành nên anh kéo luôn tủ ra, tìm thấy một quyển sổ nhỏ mà anh biết đó là nhật ký của mẹ. Trước khi bị bệnh, đã một vài lần bà ngồi viết và từng nói với Hậu: má viết để sau này con biết cuộc đời của má. Những năm tháng bị tâm thần thì hầu như bà xiếp xó và không viết nữa. Nhưng khi Hậu dở ra thì anh giật mình bởi những trang cuối có ghi rõ ngày tháng mới đây. Má đã viết được trở lại rồi. Hậu rất mừng, nhưng khi lật lại những trang trước đây, cách đó rất lâu, anh mới chợt hốt hoảng và kêu lên: cái gì thế này? Anh đã đọc được: mình biết được chuyện động trời, anh ta gian díu với con Thiên Lý và có với nó một đứa con, lại là con gái, nghe nói giống mẹ y như đúc, có nghĩa là nó xinh đẹp và chắc chắn là anh ta sẽ thương yêu mê mẩn và lại bỏ bê mình. Không thể được. Mình phải gửi thằng Hậu cho bà ngoại nó, mình phải đích thân đi tìm nó, gặp con mẹ này để cho nó biết tay. Mình không thể chịu thua đau đớn thế này. Hiền lưỡng lự không chịu ra tay vì sợ. Mình vừa phải khuyến khích vừa tỏ ra giận dỗi. Cuối cùng anh ấy mới chịu làm. Khi chạm mặt mẹ con nó, mình mới giật mình, bởi cả hai đứa đều xinh đẹp. Còn Thiên Lý đẹp như người trong tranh, còn con bé tuy mới 2 tuổi nhưng sắc sảo y như mẹ nó, lại có cái miệng cười và đôi mắt sáng chẳng khác nào Hảo. Đúng là anh ta khéo chuyển giống. Mà mình lại càng giận khi nghĩ đến chuyện chồng mình đã san sẻ tình cảm cho người đàn bà khác, lại cho nó một đứa con như trong mơ. Như vậy chứng tỏ Hảo yêu con đó hơn mình. Bởi có yêu đương thì mới cho ra đời một dòng máu xuất sắc đến như vậy. Càng nhìn con bé, mình càng xui gan. Mình cứ muốn nhào tới giết chúng nó. Tuy nhiên Hiền đã ngăn mình, nói để cho anh ấy tính toán. Và cuối cùng Hiền đã tìm ra cách. Anh ấy lén bỏ thuốc mê vào trong bình nước mà biết chắc thế nào con Thiên Lý cũng uống khi thức dậy. Và như vậy lúc mình ra tay thì nó chẳng hề hay biết. Khi Hiền mang con Thiên Lý đi, mình không định hại đứa con của nó. Nhưng khi ra đến cửa, mình nhìn lại con bé đang ngủ say thì mình đổi ý. Mình không thể để một mầm họa như vậy ở yên. Ít nhất mình cũng đem nó cho người khác, để khi lớn lên nó không biết mình là con ai, không biết mẹ nó ở đâu. Nghĩ vậy nên mình nhẹ nhàng bế nó đi theo. Thật lòng mà nói, mình nghĩ lúc bế con bé theo, mình chờ cho đến khi Hiền ném con mẹ của nó xuống hồ, rồi sẽ đưa nó đi xa, đem cho người lạ. Tuy nhiên khi Hiền vừa thực hiện xong việc với con Thiên Lý, thì chợt con bé đã tỉnh dậy. Nó gào thét dữ dội như điên dại. Nó phóng mình lao xuống hồ nước. Hiền nhảy theo vớt nó, nhưng lặn cả buổi chẳng thấy nó đâu. Hậu buông rơi quyển nhật ký xuống, mắt của anh hoa lên, tai ù đi. Trời ơi! Những gì Hậu vừa đọc được trong quyển nhật ký đâu phải chuyện đùa. Đó là sự thật ngoài sức tưởng tượng của anh. Má, tại sao? Hậu chạy sang phòng của bà ngoại, nhưng lúc ấy bà Lệ Hoa vẫn còn mê man, nên Hậu chỉ còn biết đứng như trời trồng. Định trở về nhà, nhưng do mẹ còn bệnh nên đêm hôm đó Hậu phải ở lại nhà ngoại. Nhà bà chỉ có 2 phòng là có giường, màn mùng đầy đủ để ngủ. Một là phòng bà ngoại, hai là căn phòng của mẹ trong thời gian bà ở đây. Lấy chiếc mền nằm ra ngoài ghế trường kỳ thì bà ngoại không cho. Con vào trong phòng của má con mà ngủ, tối nay má con ngủ bên ngoài, con cứ ngủ cho ngoan, má đã ổn rồi để ngoại lo. Hậu buộc phải ngủ lại trong phòng của mẹ. Thật ra anh cũng muốn nhân cơ hội để biết thêm về mẹ, mà bấy lâu nay anh ít có dịp để lưu tâm. Nhất là nhớ lại cái trang quyển nhật ký của mẹ có nhắc tới Hiền, người đàn ông nào đó mà Hậu nghi hoặc và chưa biết phải hỏi ai cho ra tung tích. Đó là người tình của mẹ. Điều này đã khá rõ ràng và còn nặng nề hơn. Ông ta đã nhúng tay vào một tội ác
mà chỉ mới đọc qua nhật ký, Hậu đã rợn cả người. Thì ra sở dĩ ông Già Tư không muốn anh ra ngoài chỗ hai mộ đá là bởi có liên quan tới chuyện này. Bỗng Hậu kêu lên: "Ông Già Tư, chú Tư Hiền!" Từ nào trong giờ chỉ quen gọi ông quản gia là chú Tư, nên cái tên tục là Hiền của chú đã bị quên đi. Có phải chăng Hiền mà mẹ nhắc đến trong nhật ký là ông Già Tư? Hậu tức tốc chạy sang phòng bà ngoại, anh hỏi to: "Có phải chú Tư quản gia là Hiền không ngoại?" Bà ngoại ngạc nhiên: "Con biết rồi mà còn hỏi là sao? Thì chú ấy tên là Hiền, đã làm quản gia cho ba con từ hơn 20 năm nay. Hình như con được bao nhiêu tuổi thì chú ấy đã ở trong nhà mình bấy nhiêu năm?" Hậu quay sang hỏi mẹ: "Có phải Hiền má nói là chú Tư quản gia không?" Tuy nhiên bà Lệ Hoa vẫn mềm mạt nên bà đâu có nghe câu hỏi của Hậu. Thất vọng, anh trở về phòng, anh giở quyển nhật ký của mẹ ra đọc lần nữa. Và lúc này anh phát hiện ra một điều quan trọng khác. Ở cuối quyển nhật ký có một bức ảnh bán thân của một người đàn ông. Ảnh đã ngả màu vàng, nhưng vừa thoạt nhìn Hậu đã nhận ra ngay người trong ảnh. Đó chính là ông Già Tư lúc còn gỡ 30 tuổi. Phía sau bức ảnh có dòng ghi: "Đỗ Ngọc Hiền chụp khi về Sài Gòn. Ông ta là Hiền của má." Hậu không còn kiên nhẫn được nữa, anh liền ra bên ngoài và gọi xe tới ngay bệnh viện. Ông Già Tư lúc ấy cũng vừa tỉnh lại sau cơn mê dài. Vừa nhìn thấy Hậu, ông ta đã hỏi ngay: "Không ai làm gì con chứ?" Ông ta đổi cách gọi một điều cậu, hai điều cậu trước đây mà đổi sang gọi Hậu là con, khiến cho anh hơi ngạc nhiên. Chú là Hiền?" Ông Già nhìn sững Hậu: "Con hỏi sao? Ừ thì từ nào đến giờ ta vẫn là Hiền, Tư Hiền. Chú là..." Hậu định hỏi thẳng nhưng anh đã khựng lại. Ông Già Tư vẫn không hay biết chuyện, Hậu đã rõ mọi chuyện. Chú tiếp tục nói: "Ta mê man, nhưng mà trong cơn mê ta thấy người ta đang muốn ám hại má con. Ta muốn dậy đi báo cho bà ấy nhưng mà không làm được. Mới vừa rồi trong lúc ta đang tuyệt vọng thì chợt nhìn thấy đứa con gái mặc chiếc áo màu hồng. Nó ấm đứa con trên tay và chạy tới báo cho ta biết rằng con phải chạy đi ngay kẻo mất mạng. Ta hốt hoảng và tỉnh lại được kịp lúc con tới đây." Hậu không nhịn được nữa, anh hỏi thẳng: "Chú nói xem, có phải chú giết cô gái ấy không?" Ông Già Tư nhìn sững Hậu: Con nói gì vậy, giết ai?" Hậu gắt lên: "Chú đã dìm mẹ người ta xuống hồ, tại sao không tha cho đứa bé mới mấy tuổi? Chú có còn là con người nữa không?" Ông Già Tư sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Hậu. Ông lắp bắp: Ta Hậu nói như gào lên: "Gieo tội ác thì sẽ phải đền tội thôi. Chú đừng giấu nữa, tôi đã biết hết rồi. Chính chú đã làm cho mẹ tôi mang tiếng là kẻ giết người." "Kìa con!" Hậu đanh giọng lại: "Lâu nay tôi kính trọng chú, thương yêu chú, coi chú như là cha. Vậy mà chú đã làm tôi quá thất vọng. Chú là kẻ giết người." "Kìa Hậu!" Hậu quay bước đi ngay, nhưng vừa ra tới cửa phòng bệnh chợt anh khựng lại, bởi có một người đang đứng chặn ngang lối anh đi. Người ấy khi vừa nhìn thấy Hậu đã phải kêu lên: "Là cô!" Cô gái mặc chiếc áo màu hồng mà Hậu từng thấy, từng cầm nó trên tay. Cô gái có gương mặt giống hệt như cô nàng ăn mặc rách rưới ngồi hát bên bờ hồ. Tuy cô ta ăn mặc đẹp hơn, lộng lẫy hơn, nhưng mái tóc và khuôn mặt thì không thay đổi, nhất là cặp mắt long lanh nhưng cũng đượm buồn. Cô nàng cất giọng nghiêm khắc: "Giao cho anh giữ con mà anh nỡ bỏ lại rồi đi luôn, vậy ai chăm sóc nó? Ai cho nó bú suốt ngày nay?" Hậu lúng túng: "Tôi buộc phải." Từ bên trong, ông Già Tư hỏi vọng ra: "Ai tới vậy Hậu? Nếu là bà ấy thì để ta." Cô gái áo hồng vội vã: "Anh hãy đi đi, rồi tôi sẽ gặp lại. Còn bây giờ hãy để tôi lo vụ này." Cô ta bước thẳng vào trong phòng bệnh. Hậu nhìn theo và chợt phát hiện, nhìn từ phía sau thì chẳng thấy thân thể cô ta đâu, chỉ thấp thoáng màu hồng của chiếc áo. Bất chợt Hậu hốt hoảng: "Cô ta!" Hậu chạy rất nhanh và kịp chặn ngang lại chiếc giường bệnh, vừa lên tiếng: "Cô định làm gì ông ta?" Lúc bấy giờ
Kể cả hình dáng của Hậu cũng chẳng nhìn thấy, chỉ nghe hơi thở dồn dập, biểu tỏ sự tức giận. Anh giang cả hai cánh tay che khuất cả ông Giả Tư. Chuyện của ông ta hãy để cho tôi xử, tôi sẽ không để cho ông ta tồn tại, nhưng tôi không muốn các người ra tay. Chỉ nghe Hậu nói mà không thấy ai khác, ông Giả Tư vội lên tiếng. Con làm gì vậy Hậu? Cứ về đi, ta ở đây một mình chẳng có sao mà. Nhưng ông ta đã giết tôi, và bây giờ nếu không ngăn chặn kịp, ông ta sẽ giết luôn đứa con của anh nữa. Hậu ngạc nhiên. Con nào của tôi? Đứa bé kia không phải của anh thì con ai? Mẹ em đã nói rồi anh không nhớ sao? Chỉ cần chiếc áo của em trong người anh là đã thành thân với em rồi. Và đứa bé em giao cho anh chính là con anh đó. Chợt nhớ tới những chi tiết trong quyển nhật ký của mẹ, Hậu kinh hãi. Sao có thể như thế được? Cô là con của ba tôi. Cô là... Anh buông thõng hai tay xuống, hầu như quên hẳn sự có mặt của cô ta. Hậu vùng tuôn chạy ra bên ngoài vừa gào lên. Ông trời ơi, ông giết con rồi. Ông Giả Tư nói to. Không phải như vậy đâu Hậu ơi. Nhưng bóng của Hậu đã biến mất bên ngoài, giọng cô gái hốt hoảng. Anh ấy sẽ chết đó. Được rồi, một lần nữa anh ấy sẽ cứu sống ông. Bây giờ tôi sẽ tạm tha cho cái mạng chó của ông. Chờ cứu anh ta rồi sẽ tính. Ông Giả Tư ôm đầu rên rỉ. Đúng là quả báo tôi rồi. Ông muốn nhảy ngay xuống giường để đuổi theo, nhưng cả thân người của ông bị cột chặt, không làm sao có thể làm theo ý mình. Hậu ơi! Ông ta chỉ kêu được vài tiếng đó thì đau khổ tột cùng. Bỗng có một giọng nói rót vào tai của ông. Con gái tôi nó ngu dại, đi mê đứa con của kẻ thù. Tôi ngăn không được, chỉ vì nó lỡ có con với thằng kia rồi. Nhưng mà còn ông đến phút này đã là giả tận số. Ông có biết bấy lâu nay, chỉ vì ông luôn đeo cái tượng Phật trên cổ nên tôi chưa ra tay được. Còn bây giờ... Nghe tới đó, bất chợt ông Giả Tư sờ lên cổ của mình và thất thần khi không còn thấy tượng Phật bằng gỗ trầm hương mà ngày trước ông vô tình nhặt được ở sau vườn và đeo luôn kể từ ấy. Chẳng hiểu sao vật bất ly thân của ông lại biến mất. Người kia cất tiếng cười nghe đến rợn người. 20 năm tao chờ ngày này. Một luồng khí lạnh phả vào mặt của ông Giả Tư khiến cho ông đờ đẫn cả người. Và hầu như không chờ đợi điều bất hạnh đến với mình thì bất chợt hai cô y tá với chiếc xe đẩy kịp thời xuất hiện. Một cô tiến tới bên giường bệnh và lên tiếng. Cháu trả cho bác vật này. Hồi sáng sớm nay đi làm vệ sinh cho bác, cô lão công đã vô tình làm rơi nó ra. Cũng may là bác sĩ điều trị nhìn thấy và giữ giúp. Bây giờ cháu mang trả lại cho bác đây, để cháu đeo vào cho. Đó là tượng Phật bằng gỗ trầm hương. Cô ta nhẹ nhàng đeo vào cổ bệnh nhân vừa giải thích thêm. Bác sĩ nghĩ là bác bị một chấn thương ở não nên phải đưa bác đi chụp hình. Bác cứ nằm yên trên xe, tụi cháu sẽ đẩy đi. Họ tiến hành công việc rất nhanh, và đó là nguyên nhân khiến giọng nói vô hình kia ngưng bật lại. Khi họ đẩy xe băng ca đi rồi mới nghe tiếng rít lên. Thằng chó lại thoát một lần nữa. Một trong hai cô y tá đang đẩy xe vội trở lại vì quên lấy biểu đồ bệnh án của bệnh nhân. Khi bước vào trong phòng, cô đã va phải ai đó và suýt ngã. Cô la lên. Ai đi mà không coi gì hết vậy? Nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy ai. Bất chợt cô rùng mình. Hậu mở mắt ra thì ngạc nhiên vô cùng bởi cảnh vật chung quanh. Anh đang nằm trong một gian phòng tối, mùi ẩm mốc xông lên mũi. Đây là đâu? Trả lời câu hỏi thầm của Hậu là tiếng khóc của một đứa trẻ, và bàn tay của Hậu cũng vừa chạm phải thân thể bé nhỏ của nó. Tại sao? Hậu cố căng mắt ra trong bóng tối để nhìn, và anh nhận ra đứa nhỏ mà anh từng nuôi giữ mấy hôm ở trang trại. Như vậy anh đã trở về ngôi nhà trên vùng cao nguyên của mình. Bước nhanh tới cửa sổ, Hậu nhìn ra bên ngoài và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là ngôi nhà của anh ở Sài Gòn. Gian phòng này là cái nhà kho chứa vật dụng phế thải mà đã từ lâu nó không được mở cửa. Đúng hơn, kể từ khi cha của Hậu mất đi thì gian nhà này cũng bị đóng cửa luôn, với những vật dụng tạp nham đủ thứ mà đến khi Hậu lớn lên anh cũng lo học, lo đủ thứ chuyện và thường xuyên xa nhà, nên hầu như bỏ quên một góc trong chính ngôi nhà của mình.
Hậu thì đẩy cửa lớn thì ngạc nhiên vì cửa đã khóa từ bên ngoài. Anh cất giọng nói: Chị Chín. Chị Chín là người làm, coi như quản gia ở đây. Chị ta không trả lời. Lúc này Hậu mới chợt nhớ là chị ta đã sang nhà ngoài để săn sóc cho mẹ. Như vậy hiện ở nhà đâu còn ai khác. Nhớ lại chuyện đêm qua ở bệnh viện, Hậu không hiểu tại sao mình lại chạy về đây. Chỉ nhớ là trong lúc còn đang chạy ngoài đường thì anh cảm giác như có ai đó đẩy mình chạy rất nhanh. Qua hơi thở gấp gáp của người đó, Hậu mường tượng ra đó chính là cô gái áo hồng. Thì ra cô ta đã đưa mình về đây. Hậu nhủ thầm, nhưng trong lòng của anh không mừng mà lại bối rối và lo lắng. Anh càng nhớ lại những nội dung trong tập nhật ký của mẹ. Cô gái này là con của người phụ nữ có tên là Thiên Lý với cha của mình. Bất giác Hậu thốt lên: Mình đã phạm phải một tội ác tày trời. Vừa khi ấy đứa bé khóc lên, Hậu bực lòng phải bước tới chỗ nó nằm. Nhưng anh ngạc nhiên quá đỗi khi không thấy đứa trẻ đâu. Hậu còn đang ngơ ngác thì ở góc phòng bên trái có tiếng nói vọng ra: Con cái mà chẳng lo chăm sóc gì cả, còn đứng đó làm gì? Hậu gắt lên: Còn nít thì để nó một nơi yên ổn, đưa tới đưa lui hoài sao nó chịu nổi. Vậy sao anh không ở nhà nuôi nó? Tôi... Rồi anh nghĩ mình phải nói ra điều nên nói. Cô có biết giữa tôi và cô là anh em cùng cha khác mẹ không? Tức là chúng ta cùng huyết thống, sao còn xảy ra cái chuyện oái om này? Tưởng cô nàng sửng sốt, nào ngờ cô ta vẫn điềm nhiên nói: Có sao đâu, chỉ có người vô tâm, không chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn như anh thì mới lo lắng như vậy thôi. Hậu nạt ngang: Sao lại lung tung? Cô là con của bà Thiên Lý với ba tôi, vậy không phải là cùng máu mủ với tôi sao? Đã không biết thì thôi, lại còn vô tâm như vậy. Anh ôm mặt rồi khóc, trong lúc cô gái vẫn thản nhiên nói: Người đau khổ phải là em, vì phạm phải dục tình với anh nên mẹ em nhất quyết phải trừng trị, bắt em phải giao con cho anh rồi chờ bà ấy ra tay. Mà anh biết, mẹ em một khi đã ra tay thì không kể đến con ruột của mình. Thấy cô nàng không quan tâm gì tới chuyện huyết thống, Hậu phải la lớn: Cô đúng là con người cõi âm nên không còn biết đạo lý gì cả. Cô có biết anh em chung dòng máu với nhau mà phạm vào cái chuyện này thì gọi là cái gì không? Là loạn luân, và hình phạt là trời chu đất diệt. Nàng bất ngờ hỏi lại: Nếu sự thật không phải như vậy thì sao? Hậu vẫn gào lên: Là năm rõ mười rồi còn gì nữa. Giọng của cô gái bây giờ mới chậm lại, nhấn mạnh từng tiếng: Anh đã nhìn rõ mặt của em rồi, chúng ta có điểm nào giống như anh em không? Nhưng mà... Có khi nào anh nghĩ mình là con của một người khác không? Hậu hơi giật mình, nhưng anh vẫn nói: Chuyện đó có là nằm mơ. Tôi đang đau khổ, hối hận. Mà nếu hồi sáng này cô không đưa tôi về đây, tôi thả đâm đầu vào xe cho chết rồi. Chết uổng mà. Anh có nghĩ là mình hồ đồ lắm không? Tại sao em đưa anh về đây, cố tình cho anh vào cái nhà kho lâu năm không ai vào này để làm gì không? Anh thử nghĩ đi. Hậu ngơ ngác: Thì cô muốn. Một phần để anh tránh cuộc truy sát của mẹ em, bấy chờ đợi việc trả thù này ngót nghét 20 năm rồi. Đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng giết ai thì giết, em nhất định không để cho giết anh. Em nhốt anh trong này, chờ đến khi nào mẹ em bỏ đi thì anh mới được toàn mạng. Như vậy để mà làm gì? Tôi muốn được chết. Em đã nói rồi, anh vẫn không nghe. Bây giờ nghe tiếp đây. Phần còn lại của mục đích đưa anh về đây là để anh xem những gì ba anh để lại trong này. Từ đó anh biết thêm nhiều thứ và sẽ sáng mắt ra. Nàng nói xong thì cửa sổ hơi lay động, cùng giọng nói của nàng phát ra từ hướng đó: Em đã cho con bú sữa rồi, nó sẽ ngủ một giấc cho đến khi em quay lại, còn anh cứ an tâm tìm hiểu. Bỗng dưng đèn trong phòng bật sáng, lúc này Hậu mới nhìn thấy ngoài những đồ đạc vận dụng ngổn ngang còn có một bàn viết còn nguyên vẹn đặt ở một trong góc phòng, và một chiếc giường ngủ rất tươm tất nơi cô đứa bé đang nằm ngủ say. Hậu lưỡng lự một lúc, rồi cũng giống như ở phòng của mẹ, anh bắt đầu lục ngăn kéo của bàn viết. Ngay ở quyển sổ đầu tiên thì Hậu giở lên có một tấm ảnh rơi ra. Anh reo khẽ: Ảnh của mình.
Trong ảnh, Hậu chụp năm anh được 4 tuổi và do chính ba của anh chụp. Ở phòng riêng của Hậu còn giữ một tấm ảnh như vậy. Nhưng khi lật lại phía sau ảnh thì Hậu tái mặt bởi dòng chữ đó do chính ba anh ghi. Đứa con trai mình yêu thương nhất, đặt nhiều kỳ vọng nhất, không ngờ lại là con của kẻ khác. Nắm chặt ảnh trong tay, Hậu run rẩy đến nỗi không nói thành lời. Mình là con của... Anh lật lại mọi thứ trong ngăn tủ và tuần tự những điều bất hạnh đã hiện ra trước mắt. Cũng trong một đoạn nhật ký, bà anh viết: sinh nhật lần thứ tư của thằng Hậu, mình mới khám phá ra một sự thật phũ phàng. Đứa con trai độc nhất của mình với Lệ Hoa lại không phải do mình là tác giả. Chính trong một lần ghen tuông, Lệ Hoa đã điên tiết nói hoạch ra rằng để trả thù mình có quan hệ với Thiên Lý, nên cô ấy đã hiến thân cho quản gia Tư Hiền và cho ra đời thằng Hậu. Ở một đoạn khác, cha Hậu có viết: Thiên Lý sinh con gái, nhìn đứa bé mới ra đời, mình đã hình dung sau này nó sẽ là một đứa con gái đẹp như tranh vẽ. Mình định đặt cho con gái tên là Ngọc Nguyệt, tức là Thỏ Ngọc ở cung chị Hằng Nga. Nhưng Thiên Lý nhất quyết chọn tên Phủ Dung để đặt cho con. Cô ấy nói cô thích những loài hoa, nên cô là Thiên Lý thì con gái phải là Phủ Dung. Mình giải thích hoa Phủ Dung tượng trưng cho sự mau tàn, vì người ta vẫn thường nói Phủ Dung sớm nở tối tàn. Nhưng nàng không nghe, còn bảo rằng thà mau tàn để được người đời ngưỡng mộ. Ở một vài đoạn khác, bà Hậu viết lại giống như những gì bà Thiên Lý nói và do chính mẹ Hậu kể. Đọc xong mấy đoạn đó, Hậu sững sờ. Anh không tin đó là sự thật. Không thể nào. Ông Già Tư sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận. Ta đã làm chuyện đó, trước tiên vì cảm cảnh bà chủ của mình, sau đó mới vì tình cảm. Ta nói thật, ta thương má con vô cùng, bởi quá khổ nên mới nghĩ quẩn, mới xúi ta làm liều. Hậu gào lên: đáng lẽ chú phải từ chối làm cái chuyện ác chứ? Giết một mạng người vì ghen đã là một tội ác tày trời rồi, đằng này giết luôn cả đứa trẻ mới 2 tuổi đầu nữa. Ông Già Tư nghẹn ngào: do con bé nhảy xuống hồ rồi chìm luôn, chứ ta nào. Hậu đặt quyển nhật ký của mẹ trước mặt của ông. Trong này mẹ đã nói rõ hết. Con mong rằng từ nay chú lo cho mẹ và đừng trở lại trang trại nữa. Ở trên đó đã có con. Hậu nói xong thì bước đi nhanh ra xe và dầu máy chạy như chạy trốn. Anh đã quyết định dứt khoát. Kể từ nay, anh sẽ về hẳn ngôi nhà của anh lúc đầu chỉ định về chơi. Mọi công việc ở công ty kinh doanh, Hậu đã ủy quyền lại cho một hội đồng lo liệu. Chính ông Giả Tư khi nghe Hậu quyết định như vậy đã rất hoảng sợ, can ngăn không cho anh đi. Nhưng Hậu đã nói thẳng: con thả chấp nhận để hồn ma của mẹ cô ấy làm hại còn hơn cứ sống trong giằng xé lương tâm, chịu không có nổi. Việc đầu tiên khi về tới trang trại là Hậu đi ra ngôi mộ đá với bông hoa và trái cây. Anh cũng rất thành khẩn và vái vong linh của họ. Con thay mặt cho những người mà lâu nay con gọi là mẹ và chú đến đây tạ lỗi với cô. Nếu cô chấp nhận lời tạ tội của con, thì từ nay hãy cho con được yên trong ngôi nhà này. Con nguyện sẽ làm hết sức mình để chăm sóc mộ mả cho cô. Anh nói chưa dứt lời thì từ phía sau lưng có giọng nói vang lên: từ nay phải gọi là mẹ, chứ sao gọi là cô. Hậu quay lại và giật mình khi nhận ra rõ ràng cô gái áo hồng, nàng đẹp lộng lẫy. Cô à, không, em Phủ Dung. Biết điều rồi đó, anh vừa gọi tên Phủ Dung, tức là đã biết được loài hoa sớm nở tối tàn. Anh gọi lần nữa xem nào. Hậu gọi rất trìu mến: Phủ Dung em. Nàng tiến lại phía Hậu, nhưng giữ một khoảng cách vừa phải, rồi lại tiếp tục với giọng buồn hơn bao giờ hết: em đành phải nghe theo lời của mẹ. Mẹ bắt em phải thoát kiếp từ ngày hôm nay để theo mẹ. Hồn phách thì phải theo cát bụi thôi. Nàng bật khóc nức nở, và trong nước mắt nàng nói: em cũng giống như mẹ thôi, tình yêu ngang trái vốn là số kiếp của mẹ con em. Gặp anh, em cứ ngỡ mình cãi được số phận, sẽ ở lại trần gian để cùng anh chung sống cảnh âm dương. Nhưng nếu em làm như vậy, thì hồn phách mẹ sẽ muôn kiếp lang thang, đời đời mãi là oan hồn. Em thương mẹ nên đành phải chấp nhận. Chỉ xin anh hãy cố gắng nuôi con,
Đứa bé tuy là do nghịch âm cảnh như em sinh ra, nhưng mà từ bấy lâu nay nó được ấp ủ nơi dương thế của anh, nên chỉ cần thêm 100 ngày nữa nó sẽ vĩnh viễn thành người trần. Nó sẽ thay em lo cho anh. Anh hãy thương con nhé. Nàng vừa nói dứt lời thì theo một cơn gió thổi mạnh qua đã biến đi như cát bụi. Hậu gào lên: Phổ Dung! Anh lao theo nhưng vấp chân té ngã ngay trước đầu của bia mộ và ngất đi. Hậu ở lại cùng đứa nhỏ. Lạ một điều là tuy không có mẹ, nhưng con bé lớn nhanh như thổi, vô cùng ngoan ngoãn và dễ thương. Lớn lên nếu có ai hỏi mẹ nó đi đâu thì nó chỉ lên rồi bảo: Mẹ ở trên đó.